chào và kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tọa đàm với chủ đề The EVFTA What's Next, nội dung được quan tâm nhất là lộ trình của EVFTA sẽ được triển khai ra sao. Tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh qua thương mại điện tử, phương thức giúp nông sản Việt mở rộng thị trường và các doanh nghiệp Việt lớn mạnh hơn. Việc thay đổi ngư trường từ vùng khơi vào vùng biển gần bờ khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn. Bắt đầu phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7, theo lời mời của Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam kể từ sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị là người đứng đầu cơ quan lập pháp. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước và phương hướng hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian tới. Cũng trong sáng nay, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, thông qua 14 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Hội đồng Nhân dân yêu cầu Ủy ban Nhân dân cần có giải pháp phù hợp để kiểm soát việc tăng dân số cơ học, trước mắt hạn chế điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng mật độ xây dựng các dự án công trình cao tầng trong phạm vi từ đường Vành đai 3 vào trung tâm, đồng thời kiến nghị chính phủ sau khi thực hiện việc di dời các trụ sở cơ quan trường đại học ra khỏi nội đô thì bàn giao lại cho Hà Nội để ưu tiên cho hạ tầng xã hội, công viên, cây xanh không cấp phép thành dự án nhà ở. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét việc đưa dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn từ ga Hà Nội Hoàng Mai vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương và xem xét điều chỉnh địa giới hành chính của 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với ông Hoàng Mạnh Phú, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phúc Thọ. Trước đó, ông Hoàng Mạnh Phú bị Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng do liên quan tới hàng loạt sai phạm các dự án xây dựng tại địa phương khi còn làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ từ năm 2015 đến tháng 9 năm 2016. Việt Nam không thể tránh khỏi những cơn gió ngược đến từ bên ngoài, nhưng HSBC vẫn lạc quan vào tăng trưởng kinh tế năm nay đạt 6,7% dựa vào triển vọng sản xuất tươi sáng và dòng vốn từ nước ngoài ổn định. PMI sản xuất tháng 6 phục hồi lên mức cao nhất năm 2019 ở 52,5 điểm. Triển vọng của lĩnh vực sản xuất được đánh giá tươi sáng nhờ tăng trưởng đơn hàng mới cao hơn và số việc làm tăng lên. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tiếp tục đổ vào lĩnh vực này, giúp cải thiện năng lực sản xuất trong tương lai. Quý 3, tổng vốn FDI đăng ký mới vào lĩnh vực sản xuất tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vốn từ Trung Quốc tăng 411%. Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam Eurocharm vừa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề EVFTA What's Next? Với mục đích là cập nhật thông tin và giải đáp những thắc mắc cho các doanh nghiệp châu Âu đang kinh doanh tại Việt Nam. Hơn 150 doanh nghiệp đã tham dự. Một trong những nội dung được quan tâm nhất đó là lộ trình của EVFTA sẽ được triển khai ra sao. Câu hỏi của tôi là chính phủ Việt Nam đã sẵn sàng như thế nào cho EVFTA? Việc ký kết hiệp định bước 1 đã xong. Điều tôi quan tâm là bước tiếp theo sẽ ra sao. Đây là một hiệp định với nhiều tham vọng. Các buổi thảo luận cụ thể sẽ diễn ra nhưng chúng ta cần lưu ý quá trình sẽ tốn khoảng 3-4 tháng. Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu như chính các bạn đang ngồi đây là một phần không thể thiếu trong tiến trình đó. Chúng tôi hy vọng lộ trình sẽ thúc đẩy sớm. Sự mong chờ của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu là điều dễ hiểu, bởi EVFTA nếu chậm thực thi, doanh nghiệp châu Âu lo mất sức cạnh tranh. Bởi bối cảnh hiện nay, các nhà đầu tư châu Âu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các bên thứ ba, vốn đã được hưởng lợi từ các FTA ưu đãi như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN hoặc CPTPP.
Việc xóa bỏ thuế nhập khẩu vào Việt Nam sẽ làm tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của chúng tôi so với các đối thủ đến từ những nước được hưởng thuế suất thấp hơn mức mà các doanh nghiệp EU tại Việt Nam đang chịu. Tôi hy vọng rằng những ưu đãi này sẽ sớm được áp dụng từ đầu năm sau như đã được hứa hẹn. Hiệp định thương mại dự kiến sẽ loại bỏ hầu như tất cả thuế quan đối với hàng hóa giao dịch giữa hai bên. Do đó, việc nhập khẩu linh kiện và máy móc từ EU và xuất khẩu các sản phẩm của Bosch Việt Nam sang các nước EU sẽ dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn. Khảo sát của Eurojam cũng cho thấy gần 80% doanh nghiệp phản hồi rằng EVFTA sẽ có tác động đến hoạt động kinh doanh trong trung hạn hoặc dài hạn. Đáng nói hơn là trong đó có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa của châu Âu cũng đang chủ động tìm kiếm cơ hội. 150 doanh nghiệp thành viên có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Tôi cho rằng đây là một tín hiệu rất tích cực, thể hiện mức độ quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp châu Âu tới EVFTA. Chúng tôi nhận thấy một dấu hiệu đáng mừng nữa, đó là có thêm rất nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam. Đó cũng là những doanh nghiệp mà chúng tôi đang hướng tới. Cộng đồng doanh nghiệp EU đánh giá EVFTA sẽ mang lại nhiều tác động tích cực bởi đây là thỏa thuận được ký với một quốc gia có quy mô thị trường hơn 90 triệu dân. Điều này có ý nghĩa bổ sung rất tốt cho nền kinh tế châu Âu khi hiệp định đi vào thực thi. Thưa quý vị, rất nhiều nông sản Việt đang được rao bán trên Amazon với giá cao gấp hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần so với ở Việt Nam. Đây là kết quả có được khi mà doanh nghiệp kinh doanh nông sản Việt biết đăng ký các gian hàng trên trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới với khoảng 300 triệu tài khoản người mua hàng. Phương thức kinh doanh hiện đại này cũng giúp cho doanh nghiệp Việt lớn hơn và trưởng thành hơn. Đơn cử như câu chuyện mở rộng thị trường cho hồi, quế, tiêu, điều và cà phê của công ty VCMAX. Từ chỗ chỉ sản xuất nông sản thô, không có nhà xưởng, nay VCMAX có tới 4 nhà máy chế biến nông sản, tổng diện tích 7.000 m² khắp cả nước. Từ chỗ chỉ có 3 nhân viên, nay doanh nghiệp đã có hàng trăm lao động và 150 hectare nguyên liệu liên kết với hàng nghìn hộ sản xuất. Trước kia thì mấy người là chưa đầu tư các mặt hàng chủ yếu thô sơ, thì sau một thời gian về đây thì chất lượng mặt hàng cũng đã được nâng lên rất nhiều, cũng như là mở rộng được các cái sản phẩm để đa dạng các cái mặt hàng xuất khẩu và các thị trường ổn định khó tính hơn, ví như là Mỹ hoặc là Hàn Quốc, Nhật Bản. Nếu như trước đây cả năm chỉ có vài chục đơn hàng xuất khẩu nhỏ, gần đây doanh nghiệp nhỏ ở vùng nông thôn Bắc Giang này xuất được 7.000 đến 10.000 tấn hồi, quế, tiêu, điều, cà phê. Lượng khách hàng tăng gấp 10 lần, đó là sự thay đổi vượt bậc từ khi VCMAX có gian hàng trên trang thương mại điện tử Alibaba.com. Cái ứng dụng các cái tiện ích ở Alibaba thì cũng cho phép là chúng tôi đăng tải lên đó các cái hình ảnh, các cái video mà chúng tôi ghi hình, chúng tôi sản xuất tại vùng trồng, tại nhà máy sản xuất, các cái đơn hàng thực tế chúng tôi xuất khẩu đến nước ngoài, thì thông qua các cái bằng chứng sinh động và cụ thể như thế thì khách hàng họ cảm thấy rất là tin tưởng. Một vài trăm khách hàng thì bây giờ số lượng một năm nó phải tăng lên 1.000 đối với tất cả các sản phẩm xuất khẩu của VCMAX, và cái hàng hóa của VCMAX thì đến giờ thì cũng đã được xuất khẩu tới 73 quốc gia và khu vực lãnh thổ. Theo thống kê từ chỗ chỉ có vài doanh nghiệp lớn kinh doanh nông sản Việt là thành viên của Alibaba.com, thì sau 10 năm con số này đã đạt 1.000 thành viên. Trong đó đáng chú ý 70% là doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất kinh doanh với quá trình nỗ lực đổi mới để đáp ứng các yêu cầu từ đối tác nước ngoài, được kết nối qua trang thương mại điện tử toàn cầu này. Lần đầu tiên, giá bán được cao hơn 15% vì không phải qua trung gian. Doanh nghiệp nhỏ ở xã Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên đã ký được hợp đồng xuất khẩu trực tiếp bột nghệ sang Nhật Bản, mỗi tháng 15 tấn. Cũng là lần đầu các bao nghệ xuất Nhật được bọc công phu theo yêu cầu của đối tác mới. Nhật Bản người ta rất chi là cẩn thận và sạch sẽ, làm những cái gì đều phải chắc chắn, chuẩn xác, như là từ đóng gói đến khâu bảo quản, gói bọc đều phải sạch sẽ từ ngoài vào trong. Điều đặc biệt, đối tác Nhật tập đoàn Trading Far Eastern đã biết đến gian hàng tự giới thiệu của doanh nghiệp nông thôn này qua trang thương mại điện tử Alibaba.com. Đại diện tập đoàn đã về thị sát nhà xưởng, kiểm nghiệm mẫu nghệ, yêu cầu thay đổi nhà xưởng. Ví dụ, thiết bị sơ chế nghệ phải bằng inox không gỉ, nghệ củ được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, nghệ bột phải qua chiếu xạ.
Chúng tôi tìm đến khách hàng Nhật qua Alibaba và đặc biệt là phải theo yêu cầu hệ thống máy móc và nhà máy phải nâng cấp, hoạt chất curcumin phải luôn đảm bảo các cái chỉ tiêu và các cái phân tích phải đúng đạt tiêu chuẩn để mới đáp ứng được thị trường Nhật Bản. Thông qua các trang thương mại điện tử lớn như Amazon và Alibaba, chúng ta có thể tiếp cận với hàng trăm triệu khách hàng trên khắp thế giới. Việc đăng ký sản phẩm lên các trang này cũng khá đơn giản. Chia sẻ từ một nhân viên trưởng thành nhiều năm tại Alibaba ở Việt Nam ngay sau đây sẽ giúp chủ các thương hiệu nông sản mạnh dạn đăng ký sản phẩm của mình trên các trang thương mại điện tử lớn. Chào chị, tôi là nhân viên bên tập đoàn Alibaba.com. Tôi gọi điện để hỗ trợ chị có thể set up một gian hàng trên Alibaba.com. 12 năm qua, các nhân viên của công ty OSB, đại lý ủy quyền của Alibaba tại Việt Nam, đã tạo ra sự thay đổi rất lớn trong cách thức tiếp cận thị trường quốc tế, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh Việt. Họ đã tư vấn, đào tạo, hỗ trợ các thành viên tạo gian hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh trên trang web Alibaba.com. Chúng ta không cần phải một nhân sự biết về IT, mà tất cả các công cụ đó chúng tôi đào tạo hỗ trợ cho họ. Một nhân viên kinh doanh bình thường, một nhân viên xuất nhập khẩu bình thường hoàn toàn có thể sử dụng những công cụ đó để có thể bán hàng trên Alibaba. Chúng tôi đào tạo cả trực tiếp và trực tuyến để cho doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ đó. Và chúng tôi tin là chỉ thông qua một khóa đào tạo đó thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng các công cụ đó để có thể đưa sản phẩm lên trên gian hàng đó và kinh doanh trên cái gian hàng nó rất là đơn giản. Ngoài ra thì chúng tôi cung cấp những cái dịch vụ hỗ trợ chọn gói cho doanh nghiệp. Ví dụ xây dựng gian hàng để đưa sản phẩm lên trên đó. Cả đối tượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều có thể tham gia trên Alibaba. Chúng tôi cũng ưu tiên những cái sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Thương mại điện tử giúp bên mua và bên bán tìm được nhau nhanh nhất. Nhưng để đạt kết quả kinh doanh tốt nhất thì chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố quyết định. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng ngày hôm nay. Dẫn phát biểu của ông Wyatt Weiser, Phó Chủ tịch Eurocharm về lợi ích của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, báo điện tử tạp chí tài chính có bài Việt Nam sẽ là địa điểm sản xuất của EU tại châu Á. VEVFTA Việt Nam sẽ hội nhập tốt vào chuỗi cung ứng của châu Âu. Các doanh nghiệp châu Âu sẽ dễ dàng vào Việt Nam để sản xuất, sau đó xuất khẩu hàng hóa sang các nước châu Á. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp châu Âu cũng kỳ vọng EVFTA sẽ cải thiện rõ rệt vấn đề bảo vệ tác quyền, bảo vệ các thương hiệu của châu Âu. Ngược lại, các thương hiệu Việt Nam như nước mắm hay cà phê cũng được bảo vệ ở châu Âu. Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng tải thông tin doanh nghiệp Việt đẩy mạnh đầu tư tài chính ngân hàng tại Campuchia. Theo đó, ngân hàng Emperor, ngân hàng do bà Huỳnh Kim Hảo, một doanh nhân gốc Việt Nam sáng lập đầu tư, vừa được khai trương tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ngân hàng Emperor đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp từ hai nước Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh hợp tác. Những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư và kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng tăng. Năm 2018, trao đổi thương mại song phương đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5% so với năm 2017. Dẫn báo cáo Expat 2019 do ngân hàng HSBC vừa công bố, báo Vietjournal của Nhật đăng tải thông tin Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài sống và làm việc. Bảng xếp hạng năm 2019 của HSBC dựa trên phản hồi của hơn 18.000 người nước ngoài đến sống ở 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam được đánh giá tăng 8 bậc so với năm ngoái, là nơi dễ thiết lập cuộc sống mới, nền kinh tế ổn định, cơ hội thăng tiến sự nghiệp tốt, đặc biệt là yếu tố cân bằng cuộc sống khá cao và cuối cùng là cuộc sống của người thân. Dẫn kết quả khảo sát của Hiệp hội Du lịch Nhật Bản JATA công bố đầu tháng này, chuyên trang điện tử dân tộc miền núi của Thông tấn xã Việt Nam có bài Việt Nam nằm trong 5 địa điểm du lịch yêu thích của người Nhật trong mùa hè năm nay. Cuộc điều tra của JATA được thực hiện với hơn 300 công ty lữ hành tham gia cuộc bình chọn 10 điểm đến du lịch được người Nhật Bản ưa chuộng trong mùa hè năm 2019. Kết quả điều tra cho thấy châu Á chiếm ưu thế với 8 địa điểm được lọt vào danh sách. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á có sự cải thiện đáng kể khi có tới 3 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan và Singapore lọt vào nhóm 5 điểm đến được ưa thích nhất. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Hơn 100 người nỗ lực dập lửa cứu cánh rừng trên núi Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Gặp gỡ người đàn ông đi tìm nụ cười của bệnh nhân ung thư với mong muốn mang thật nhiều thang thuốc bổ tới mọi người.
Sau gần 3 giờ đồng hồ với sự nỗ lực của hơn 100 chiến sĩ chữa cháy, vụ cháy rừng trên núi Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vào chiều ngày hôm qua đã được dập tắt. Nơi xảy ra hỏa hoạn có thực bì dày cộng với thời tiết nắng nóng và gió lớn khiến đám cháy lan rộng. Ngọn lửa lại bùng phát ở vị trí đồi cao hiểm trở nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Khoảng 2 hectare rừng đã bị thiệt hại. Do ảnh hưởng của nắng nóng từ cuối tháng 6 đến nay, nhiều địa phương ở miền Trung đã xảy ra cháy rừng. Tại Hà Tĩnh, đám cháy trên núi Hồng Lĩnh kéo dài 3 ngày, 1.000 người đã được huy động để khống chế vụ cháy này. Hiện nay, nhiều tàu cá có chiều dài dưới 15 mét vốn được đầu tư và trang bị để đánh bắt xa bờ thì lại phải nằm bờ. Vì theo quy định mới, loại tàu này không được khai thác vùng khơi, được hiểu là vùng biển xa bờ. Việc thay đổi ngư trường từ vùng khơi vào vùng lộng, nghĩa là vùng biển gần bờ, đã khiến ngư dân gặp rất nhiều khó khăn. Ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Đã 2 tháng nay, con tàu của hộ gia đình ông Nguyễn Bi phải nằm bờ. Bởi theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì tàu dưới 15 mét không được phép đánh bắt vùng khơi mà chỉ được đánh bắt vùng lộng. Chú là chuyên nghề là vùng khơi, vì chú là lưới vai, là chú mặt lý chú xưa, mà vô lộng là có chút này rằng bác. Mà vùng lộng bây giờ trừ lẫn còn kiệt rồi. Trước đây, tàu có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên được khai thác thủy sản tại vùng khơi. Tuy nhiên, luật thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 lại chuyển tiêu chí từ công suất sang chiều dài của tàu. Theo đó, tàu cá phải đảm bảo dài 15 mét trở lên. Có hơn năm 17 á, mới đi vai và bón cái con tàu nhỏ, rồi sắm ra cái tàu lớn. Chúng tôi chưa trả được hết nữa nợ thì bây giờ là tiếp tục là đạo nhà là nằm nhà là nợ cái chồng nợ như thế thôi. Hiện nay Đà Nẵng có 177 tàu có chiều dài dưới 15 mét phải đánh bắt vùng lộng và ven bờ. Những tàu này sẽ không được mua bán hay cải hoán để đạt chiều dài trên 15 mét. Và hiện nay nếu muốn đánh bắt ở vùng lộng theo đúng quy định thì việc tìm kiếm bạn thuyền cũng không phải là điều dễ dàng. Bây giờ thì đưa vào trong vùng lộng á thì tàu này á không vượt quá 60 hải lý thì không có thể là nhận được cái tiền hỗ trợ vốn tốn. Mà không có hỗ trợ vốn tốn thì lao động mất đi một nguồn thu thì họ chuyển sang làm việc tàu 15 mét. Ngành nông nghiệp Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét cho phép cả 700 tàu cá đang hoạt động của ngư dân Đà Nẵng được đánh bắt ở vùng khơi và tạo điều kiện cho phép 177 tàu cá có chiều dài dưới 15 mét được cải hoán thành tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên nhằm gỡ khó cho ngư dân trước tình hình hiện nay. Bộ Quốc phòng đã điều robot lặn để phục vụ việc tìm kiếm 9 ngư dân tàu cá bị mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng. Dự kiến robot lặn sẽ có mặt tại hiện trường trong hôm nay. Robot lặn sẽ tiếp cận tàu cá bị chìm để xác định xem có thuyền viên nào bị mắc kẹt trong tàu hay không. Trong ngày 6 tháng 7, các thợ lặn đã lặn xuống độ sâu 50 mét nhưng chưa thể tiếp cận tàu cá. Do gió mạnh, sóng cao khiến nhóm thợ lặn gặp rất nhiều khó khăn. Một đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới vừa bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh tạm giữ. Đối tượng là Ngô Văn Sơn, 49 tuổi. Nạn nhân là hai bé gái cùng sinh năm 2004, thường trú tại huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hai bé gái cho biết được giới thiệu sang làm việc ở Campuchia và được một số đối tượng dẫn đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, Sơn được một người Campuchia chưa rõ lai lịch thuê chở hai bé gái này sang Campuchia với tiền công là 300.000 đồng một người. Đây là lần thứ hai Sơn nhận chở người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Học được một cái nghề rồi làm nghề để kiếm sống, đối với nhiều người khuyết tật, đây là chuyện không hề đơn giản. Càng khó khăn hơn chính là không có vốn để làm nghề. Phần lớn các cơ sở sản xuất của người khuyết tật duy trì hoạt động nhờ nguồn hỗ trợ nên rất khó mở rộng sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường. Một cơ chế mở để tiếp cận được nguồn vốn là mong mỏi chung lúc này của nhiều người khuyết tật trên cả nước. Xưởng mộc của những người khuyết tật ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Những lao động trong xưởng mộc rất khéo tay, đồ gỗ làm ra luôn được khách hàng ưng ý. Những người khuyết tật trong xưởng mộc lại đương nhiên muốn làm ra nhiều sản phẩm hơn, mà muốn vậy cần phải có máy móc. Hiện tại cả xưởng chỉ có 2 máy giúp một phần nhỏ trong các công đoạn làm đồ gỗ. Bây giờ trên thị trường là ta máy móc nó lớn hơn, máy móc nó hiện đại hơn, có thể người ta sản xuất hàng loạt thì những cái dụng cụ đó mình có. Mất nhiều thời gian để học nghề, cùng với nỗ lực bản thân, những người khuyết tật mới có được công việc phù hợp để mưu sinh. Nhưng đến lúc có được việc làm thì họ lại gặp lúng túng. Không có vốn thì không thể mở rộng sản xuất theo như yêu cầu của khách hàng. Vốn vay ở họ thì như vay có 2 triệu à. 2 triệu mình đâu làm được gì đâu.
chắc trong phần số vốn lớn. Ngân hàng Chính sách Xã hội thời gian qua đã thực hiện nhiều chương trình tín dụng hỗ trợ vốn vay cho người khuyết tật và những doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật. Tuy nhiên, chưa có nhiều người khuyết tật tiếp cận được nguồn vốn này. Trong khi đó, những dòng vốn của các ngân hàng thương mại thì người khuyết tật lại càng khó tiếp cận. Chính phủ nên có những cái quan tâm tới cái người khuyết tật có thể cho vay vốn qua cái nguồn vay của ngân hàng chính sách mà hội có thể là đứng ra để bảo đảm cho vay, thay vì phải thế chấp bởi những cái sổ đỏ hoặc là những cái gì đó của gia đình họ. Thì bây giờ họ khuyết tật ở đâu có tài sản đâu mà để thế chấp. Cả nước có 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, 65% trong số đó nằm trong độ tuổi lao động và nhiều người vẫn còn khả năng lao động. Tăng cơ hội tiếp cận vốn vay cho người khuyết tật cũng đồng nghĩa sẽ tăng cơ hội cho họ có được việc làm, bớt đi những gánh nặng từ số phận không may mắn. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một người đàn ông với biệt danh là Ông Cười. Với gương mặt phúc hậu và luôn rạng rỡ, ông Đặng Hữu Hùng đã quen mặt với các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Mỗi cuối tuần, ông đều dành thời gian vào các khoa của bệnh viện để chụp ảnh cho những bệnh nhân ung thư. Những bức ảnh ông chụp luôn khiến cho mọi người trở nên vui vẻ và lạc quan, bởi các bức ảnh đều ghi lại khoảnh khắc của những nụ cười rạng rỡ. Mang cái nghệ thuật nhiếp ảnh vào trong môi trường bệnh viện, tạo lên những cái niềm vui để cho họ quên đi những nỗi đau của họ. Máy ảnh đã sẵn sàng, nụ cười luôn sẵn trên môi. 13 giờ chiều mỗi chủ nhật, ông Đặng Hữu Hùng lại có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để gặp gỡ những bệnh nhân ung thư tại đây. Và công việc ông làm là chụp ảnh những nụ cười. Bà con mình nhân ung thư và sinh mai này có thể mất đi, họ vẫn mang đi những cái hình ảnh đẹp đó. Vợ tôi là một bệnh nhân ung thư cũng gần đất xa trời, nhưng mà may là được cứu chữa kịp thời. Và bây giờ là sức khỏe cũng vượt qua được hơn mười mấy năm. Từ đầu đến cuối bây giờ là tính ra là hơn 5 năm rồi. Trên 110.000 cái ảnh, tôi đã hư đến 3 cái máy ảnh. Những bức ảnh đầy lạc quan của ông được treo ở hành lang bệnh viện như một liều thuốc tinh thần giúp cho bệnh nhân vượt qua thử thách. Chụp ảnh thì mình phải cười. Cười như thế nào? Bà Trần Thị Mường bị căn bệnh u đại tràng. Vào đây, ngoài những bức ảnh, ông Hùng và nhóm thiện nguyện mà mình tham gia còn hỗ trợ bà một phần kinh tế. Rất là neo đơn, cho nên bởi vì là chú Hùng là dẫn xuống chương trình đỡ xin cho cô là mấy triệu để chữa bệnh, cho nên mình cố gắng. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, và ông Cười Đặng Hữu Hùng luôn mong muốn mang thật nhiều thang thuốc bổ tới mọi người. Tiếp ngay sau đây là các thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Để xem lại bản tin ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vtv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.